Nếu đến đây vào đúng vụ thu hoạch, bạn sẽ phải hoạt động luôn tay luôn chân. Để có thể thưởng thức được hương vị vùng đất Bỉm Sơn thì tôi phải trang bị kỹ như thế này đây. Một đặc sản thơm ngon rất tốt cho sức khỏe. Nói thì ăn vào cho no. Buổi sáng thì ăn hơn khác, buổi trưa ăn khác. Ngoài ấn tượng về cảnh sắc, con người, thì mỗi vùng đất chúng ta đi qua chắc hẳn đều gợi nhớ một hương vị đặc trưng. Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa là một vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho rất nhiều loài hoa trái phong phú. Mà nổi bật nhất, đây được biết đến là thiên đường của giống dứa thơm ngon. Là dứa này ăn được ấy hả chị? Ừ, ăn được mà. Em dọc hết cái gai đi này, xong rồi là em chui thật sạch cái phấn đằng sau này. Xong rồi là ăn thôi. Vị gì? Vị rất là ngọt chị ạ. Nhưng mà chẳng thấy vị dứa gì cả. Cái lá này á, buổi sáng thì ăn rất là chua nhưng buổi chiều ăn lại ngọt. Ơ sao lại như thế hả chị? Ở sáng mai nó chưa có ánh nắng mặt trời. Ừ. Khi ánh nắng mặt trời mà nó tiếp thu vào thì bắt đầu đến buổi chiều là ăn nó sẽ ngọt hơn. À, đây là một bất ngờ đầu tiên đối với tôi. À, lá dứa thì có thể ăn được và vị của nó thì gây nghiện vô cùng. Dứa ở đây được bà con canh tác xen canh, cho quả quanh năm. Bởi thế bất cứ lúc nào ghé thăm, bạn cũng có thể được thưởng thức hương vị đặc sản tuyệt vời này. Chú Nguyễn Hoàng Thao là người buôn dứa lâu năm, có kinh nghiệm trong việc trồng trọt và lựa chọn ra những thành phẩm dứa tươi ngon. Giới thiệu với cháu, đây là chú Kền, người chú có dựng dứa đây. Chào chú. Chú ơi, chú dứa vụ 2 này thì khác gì dứa vụ 1 hả chú? Dứa vụ 1 thì nó to quá hơn. Dứa vụ 1 thì một cây có một quả thôi, nhưng dứa vụ 2 là một cây người ta để hai quả. Độ ngọt của nó là vụ 1 và vụ 2 là chất lượng. À, thế dứa này thì là mình sẽ xuất đi những đâu ạ? Đây là dứa xuất đi nhà máy đang đóng hộp để xuất đi nước ngoài. À, xuất hàng ra nước ngoài. Nước nào hả chú? Chủ yếu là EU, nói chung là bây giờ không đủ hàng để cấp. Không đủ hàng để cấp luôn. Yêu cầu mình một ngày 4 xe nhưng một ngày mình cấp được 2 xe. Để thu hoạch dứa như thế này, mỗi gia đình cần thuê tới hơn 10 nhân công làm việc luôn tay luôn chân. Trung bình một ngày, mỗi ruộng cho năng suất trên dưới 50 tấn. Thế mới thấy, dứa đã mang lại niềm vui như thế nào cho những người nông dân đất Bỉm Sơn. Bác có 50 cân dứa rồi mà mệt quá. Vào đây. Vừa mới mệt lại đã lại được ăn rồi. Đấy, sau khi thành cái ta bẻ ra thế này thôi. Đây, bắt đầu ta dùng cái ngón tay ta tách ra từng múi một như múi na đây. À. Đấy, xong bắt đầu ta nhấm như cái đầu này. Đấy, ngon lắm. Bắt đầu ta vứt đi. Ngọt không? Chú ạ, ăn kiểu này rất là đặc biệt mà lại còn nhiều nước nữa. Thế nhưng mà còn một kiểu nữa cháu ạ, là người ta vắt lấy nước người ta uống. Nhưng mà đập nhẹ nhẹ vậy thôi, đập hết đều. Thật đều xung quanh như vậy. Xong là mình chỉ lấy ra một mát vậy thôi. Xong là mình vắt. Cháu về cháu sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm vắt nước ép dứa này cho mọi mà người. Bây giờ mà các cháu mà cứ về đây là các cháu làm con rể các cô, là các cô làm bất kể các cháu, dạy các cháu là ăn thoải mái vô tư. Cô cháu còn đang ở đây. Còn đang ở đây à? Để hương vị dứa đảm bảo đồng đều và dứa trên một ruộng thu hoạch cùng lúc, người nông dân như chú Tha phải sử dụng rất nhiều biện pháp chăm sóc và kỹ thuật trồng nghiêm ngặt. Đây là cái trà dứa đến tháng 9 này là thu hoạch này. Bên này là một trà của người ta nên mãi tháng 10, người dân lao động người ta phân ra không bị ùn tắc. Thứ hai là tính kinh tế, nếu bên này không may mất giá thì bên này vẫn có giá. Dứa không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, giúp làm giàu đời sống của người dân vùng đất Bỉm Sơn, mà nó còn đi vào ẩm thực như một nguyên liệu không thể thiếu trong các bữa ăn hàng ngày. Ngày hôm nay, vợ chồng chú Thao đích thân vào bếp trổ tài một mâm cơm đặc biệt, tất cả các món ăn đều được chế biến cùng dứa. Và còn một bất ngờ khác nữa mà chú Thao muốn dành tặng cho tôi. Này cháu nha, cái đọt dứa này cứ tưởng là bỏ đi, mà người ta dùng quá nhưng mà nó lại chế biến thành một món ăn rất là ngon. Một mâm cơm giản dị mang hương vị đặc trưng của quê hương, cùng với sự nhiệt tình đôn hậu không chỉ gia đình chú Thao cùng bà con nơi đây. Tất cả đã giúp tôi cảm nhận được rõ nét hơn hương vị ngọt ngào mà vùng đất này đã dành tặng cho tôi trong hành trình ghé thăm xứ Thanh lần này.